từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, các bác sĩ đang tiếp nhận và phẫu thuật cho bệnh nhân BTD 43 tuổi, ngụ tại xã An Chu, bị nhiễm trùng khớp vai do dùng thuốc không đúng cách. Theo đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sốt cao, bắp tay mưng mủ, sưng to, đau nhiều gần 1 tháng không rõ nguyên nhân. Anh Đê kể lại, gần 1 tháng trước, trên phần bắp tay xuất hiện mụn nhọt, lâu dần mưng mủ và sưng to. Anh đã được người quen giới thiệu nên tự đắp lá cây bìm bịp giãn nát theo bài thuốc dân gian và uống thêm thực phẩm chức năng tái tạo tế bào da không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, bệnh không thuyên giảm mà ngày càng trở nên nặng hơn, u mưng mủ nhiều, bắp tay to ra, đau nhức liên tục nên anh phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tường Quang, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình bỏng, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cho biết, ngay sau khi nhập viện, anh đã được chỉ định phẫu thuật cấp cứu vì có dấu hiệu mưng mủ nhiễm trùng. Nếu bệnh nhân không phẫu thuật kịp thời sẽ dẫn tới tình trạng nhiễm trùng, suy đa cơ quan và nguy cơ tử vong rất cao. Khi phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra được 0,5 lít mủ ở bắp tay. Chia sẻ về việc tự ý dùng thuốc lá dân gian để điều trị gây nên tình trạng nhiễm trùng, phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ cao cấp Lê Mạnh Cường, giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết, không nên coi thường những vết thương nhỏ, đặc biệt là đối với các chấn thương, tổn thương hở là càng tuyệt đối không nên tự ý mua và sử dụng bất kỳ loại thuốc gì khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Hơn nữa, nếu tự ý sử dụng trong tình trạng lâu dài, bệnh còn trở nên nghiêm trọng hơn, có thể gây bội nhiễm, hoại tử, thậm chí là nhiễm trùng huyết, nguy hiểm đến tính mạng. Một cái minh chứng thực tế nữa là gì? Là chúng tôi đã phải giải quyết khá nhiều những trường hợp do điều trị theo hệ thống trên mạng, do là gì? Nghe theo những cái di truyền miệng thiếu khoa học và dẫn đến những cái hậu quả rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc, rất là đáng tiếc. Đặc biệt là những cái, thậm chí tôi đã gặp những bệnh nhân là gì? Nhiễm trùng hoại tử, đến chúng tôi là phải mổ cấp cứu. Cấp cứu, nhưng cái quan trọng nhất là gì? Nó làm tổn thương toàn bộ hết cái cấu trúc giải phẫu. Đấy là những cái mà chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh khuyến cáo. Và chúng tôi cũng vẫn chia sẻ trên với cái thời buổi của chúng ta hiện nay, với sự phát triển mạnh của công nghệ, chúng ta có thể gặp thầy thuốc, gặp những bác sĩ chuyên khoa bất kỳ ở một thời điểm nào. Chỉ cần chúng ta có một nhận thức đúng. Chúng ta biết rồi, kể cả một vị thuốc thôi, hay một loại thuốc, nếu chúng ta dùng sai, nó cũng sẽ sai. Thì huống gì còn có nhiều cái mà đưa ra những phương pháp là phản khoa học. Bác sĩ khuyến cáo, người dân không nên tự ý sử dụng các loại thuốc lá đắp theo các bài thuốc dân gian, bởi lá cây không phải vô khuẩn, vô trùng nên sẽ làm tăng thêm tình trạng bội nhiễm, gây ra dị ứng, dẫn đến nhiễm trùng và làm vết thương trở nên trầm trọng hơn.